Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến. Anh chị các bạn thấy cái mô hình dân sự của Mỹ, những cái khu công nghiệp, những cái khu thương mại, nó gọi là commercial, những cái khu mà commercial nó gọi là những cái khu thương mại đó, thì nó có chỗ như vậy để người ta vào đây, người ta thuê, người ta mua bán. Các bạn thấy người ta mua bán trong cái khu vực này, có thể nhà hàng hay là những cái chợ nhỏ nhỏ, nó bán buôn những cái cửa tiệm hay là những cái trạm xăng dầu, nó nằm thường thường trạm xăng dầu nằm ở ngay mấy góc lộ, nó bán những cái khu thương mại như vậy đó. Anh chị các bạn biết nó quy hoạch thành khu hết. Còn dân sự, nhà cửa nó ở thì nó phải ở riêng biệt ra, chứ không phải như Việt Nam mình. Anh chị em các bạn thấy ở Việt Nam mình thì cái lối mô hình dân sự nó như khi nhà nào ngay mặt tiền là cứ bày ra buôn bán. Còn Mỹ nó không có cho như vậy, nó không có cho. Các bạn biết nó quản lý dân sự, chính vì nó đưa vào những cái khu như vậy thì ai muốn mua bán gì phải vô thuê cái chỗ, hay là nó cho anh thuê miếng đất cái khu đó bao nhiêu năm gì đó, anh vô anh xây lên cái cửa hàng, cửa tiệm của anh để đặng mà anh mua bán, chứ không phải anh thích chỗ nào là anh muốn cầm quán, cầm tiệm, hay là cầm xuồng, cầm ghe, cầm tàu, cầm bãi, cầm bản là anh có thể làm ăn hết chỗ nào thì làm chỗ nấy, giống như Việt Nam vậy. Nó không có được như vậy. Các bạn biết những cái khu nào nó gọi là khu thương mại commercial thì nó khác với lại khu công nghiệp nữa nha anh chị các bạn. Khu công nghiệp thì nó gọi là industry. Những cái khu mà công nghiệp lớn nó còn riêng biệt nữa. Nó có những cái mã số của nó. Như giống như nó nói như commercial thì như là những khu thương mại vậy, nó gọi là C. Nó bắt đầu từ chữ C. Đấy. Còn khu nhà ở bên đó anh chị các bạn thấy đó, nhà ở bên đó là nó riêng biệt ra, nó rào lại hết. Nó không có được dính lại. Anh chị em các bạn thấy những chỗ sửa xe đồ cũng vậy. Cho nên ở Mỹ, cái thằng Mỹ nó quản lý dân sự rất là hay. Nó điều tiết giao thông và nó điều tiết được cái kinh tế của nó. Nên các anh chị em các bạn thấy dọc hai bên nó có thể những cái quán ăn, nhà hàng, những cái khu thương mại như vậy. Còn bên này là khu nhà ở, nó rào lại, chứ nó cũng không có luông tuồng nữa. Nó không có luông tuồng anh chị em các bạn, nó cách nhau chỉ có con đường thôi và nó rào lại. Bên này không có cái vụ là mặt tiền nhà, mặt tiền mặt phố, nó không có cái vụ đó. Cái nhà anh ở thì nó phải ra cái khu nhà ở dân sự. Anh chị em các bạn thấy đây, khu nhà giờ ở thì nó rào lại hết. Khu nhà ở thì nó gọi là presidential. Nhà nó có nhiều loại cái zone của nó. Bên khu thương mại cũng vậy. Anh chị em các bạn thấy, cho nên cái vấn đề mà mô hình mà dân sự của thằng Mỹ nó quán xuyến cực kỳ hay. Nó quán xuyến mà người dân không phàn nàn được luôn. Đấy. Khi anh vô anh làm ăn ở những cái khu mà thương mại như vậy thì anh phải chấp hành những cái luật của nó, những cái luật lệ nó đề ra trong đó. Còn Việt Nam mình, người dân mình buôn bán làm ăn, nhiều khi họ thấy cái khu nhà của họ có thể mở được một cái cửa tiệm hay cái quán gì đó là họ mở. Các bạn thấy ngay cả khách sạn cũng vậy nữa, nhà nghỉ, nhà trọ đúng gì nữa, họ mở loạn xạ sang ngầu hết rồi. Đấy, hình ra nó gây ra nhiều cái khó khăn trong vấn đề điều hành dân sự. Còn ở bên Mỹ anh chị các bạn thấy hoàn toàn khác, nó một trời một vực. Cho nên những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp phải ở hải ngoại, nó thường hay lợi dụng những cái sơ hở về quản lý dân sự, nó xuyên tạc và nó mị dân, nó xúi những người dân bất, những người mà bất mãn trong cái xã hội đó, nó xúi những người đó đi xuống đường phá hoại hay chống phá. Bởi vậy anh chị các bạn thấy nhiều người lên mạng hay là ở ngoài đời vậy, họ đi chống phá nhà nước, chống phá mấy cái đám gọi là dân chủ cụi trong nước, tới chừng nó chống phá xong rồi
nó ra được hải ngoại. Nó ra được hải ngoại nó mới thấy chơi hỡi ơi cái đường đời. Đi rửa chén, đi làm lao nô, rồi cái bắt đầu luật pháp nó đâu qua đó hết. Các bạn thấy chạy xe cũng vậy, là lên ai nó chạy, chứ không phải bên đây muốn băng qua bên kia, muốn băng qua bên nọ. Nếu mà áp dụng theo kiểu Mỹ thì dân Việt Nam mình chỉ ngồi khóc mà kêu trời thôi. Tôi hay chia sẻ là như vậy. Bởi mấy cái thành phần mà dân chúng cụi, anh chị em các bạn thấy như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, rồi gần đây cái thằng gì mà trẻ trẻ đó qua bên Mỹ, các bạn thấy nó đi rửa chén. Nhìn thấy hỡi ơi cái đường đời. Nó phủ phàng lắm cái sự thật. Cái sự thật đó phủ phàng, nó phủ phàng vô cùng luôn. Mà nhiều người qua xong rồi bắt đầu câm như hến. Ở trong nước thì quậy dữ lắm, ở trong nước quậy nát trời nát đất. Quậy rồi nó quậy một cách không thể nào tưởng tượng nổi. Qua tới Mỹ hay là qua tới châu Âu rồi các bạn thấy giống như hàng đài cũng vậy. Hàng đài á, giờ qua ra tới châu Âu, qua tới châu Âu ngồi đó giờ chốc ngốc buồn hiu nơi xứ người, lâu lâu chống vậy thôi. Anh em chị em các bạn thấy chiếc xe trước, chiếc này là Chevrolet Sport, anh em của thằng VinFast Fadio. Khi mình đang chia sẻ anh thấy cái gì mình tạt ngang để anh chị em các bạn thấy về cái vấn đề xe cộ. Thì nói về mô hình xã hội bên Mỹ anh chị em các bạn thấy đó. Đó như các bạn quay để anh chị em các bạn thấy. Bên đây là nhà, bên kia là khu thương mại. Nó đâu ra đó lắm anh chị em các bạn. Mà ngay cả cái quán bia bán thuốc lá hay là những cái quán xá nó bán về bia rượu đồ cũng vậy nữa. Nó phải có giấy phép kinh doanh về lĩnh vực đó. Bạn ơi anh chị em các bạn biết mua được một cái giấy phép mà kinh doanh mà bán mà gọi là liquor, bia rượu á, tôi nói chuyện các bạn nội không mà đóng tiền thuế, tiền license, cái giấy phép thành nghề đó, đó cái về bán về bia rượu đó, tôi nói giá chót từ 150.000 trở lên, giá chót á 150.000 đô la trở lên, tôi nói tùy theo quán lớn nhỏ nữa đó, tùy theo loại bia rượu nào bán nữa đó, thuốc lá đâu cũng vậy, đâu phải là ở giống như Việt Nam nó muốn bán sao bán đâu. Các bạn thấy không, đây là những cái khu thương mại nè. Đấy, còn bên đây là nhà nè, nó riêng biệt ra hết. Và bên đây những cái khu thương mại nè, nó không có dính nhau được, nó rào lại trơn à. Muốn đi thì phải xách xe đi. Còn Việt Nam nhiều khi quán xá cửa tiệm chợ đồ, thức dậy mở mắt tụt trên nhà tụt xuống cái là thấy đụng rồi. Ngay cả các bạn biết bên này trường học, chùa chiền, nhà thờ đồ cũng vậy, nó riêng biệt ra hết, nó không có trà trộn với cái khu dân cư, nó bắt phải rào lại hết. Quán bia, quán rượu đồ anh chị em các bạn biết, quán bar đồ cũng vậy nữa, nó cất là nó có cái luật của nó hết, mà làm không đúng luật nó phạt tía má nhìn không ra. Các bạn thấy những cái mô hình dân sự của mình, cho nên lên trên mạng này anh chị em các bạn hết sức cẩn thận mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp, mấy cái đám dân chủ cụi, tụi nó mất dạy lắm, tụi nó rất là ngu xuẩn, nó chỉ biết chống phá quê hương đất nước thôi, nó chẳng biết làm là cái quái gì trơn chứ, nó ngồi đó nó chống đầu chống đít xuống nó chống. Nó chống nhiều khi mình nghe mà nó không lọt lỗ tai mình, nghe mình thấy nó làm sao đi á, thấy con người của tụi nó làm sao đi á. Các bạn thấy không? Những cái khu thương mại anh chị các bạn thấy nó riêng biệt lắm, nó đâu qua đó lắm. Anh ra đó anh mở cái nhà hàng, tôi nói cái tiệm út hớt tóc cũng vậy nữa. Màng ơi, các bạn biết phải có giấy phép thành nghề kinh doanh về lĩnh vực hớt tóc hay là về nhà hàng rồi mọi thứ hết, nó phải đạt những cái luật của chính quyền địa phương nó đòi hỏi. Hút những cái ống hút hơi nhà hàng chợ đồ cây xăng đồ cũng vậy, nó có luật lệ. Các bạn biết luật trồng luật, nó có cả một rừng luật mà, luật trồng luật, thế thì nó trồng thế. Các bạn thấy không? Cho nên
là mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy và so sánh, mình nhìn về quê hương đất nước mà anh chị các bạn đang thừa hưởng một cái đất nước yên bình và một cái đất nước hiện nay tự do, dân chủ, nhân quyền, nhân bản, và được sống, người dân Việt Nam được sống rất là thoải mái, chứ không phải giống như một số những thành phần mà nó xuyên tạc. Tôi về tôi thấy, tôi sống ở Việt Nam tôi biết, các bạn thấy. Rồi khi một lát nữa tôi đi về dưới, càng về dưới khu nhà tôi ở là dưới khu đó, các bạn kiếm một cái chợ búa không ra, một cái chợ búa không ra, phải đi cả chục cây số vô trong thành phố như vậy nó mới có những cái khu thương mại như vậy. Bởi ở Mỹ vấn đề mà xe ô tô, xe hơi như vậy nè, nó là một cái phương tiện rất là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, không có làm sao đi. Họ bạn hỏi giờ bước ra đường đi bộ à, đâu có được đi nổi, làm sao không đi nổi mà trời nó nóng 100 hơn 100 độ F, thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà đi nổi. Còn mà đi xe buýt đâu phải là chỗ nào nó cũng có đâu, nó nằm ở những cái khu thành phố lớn, những cái tuyến đường của nó thôi, nó đâu có mở rộng ra mấy cái khu thành phố khác đâu. Bắt đầu đi xuống dưới này bắt đầu toàn là nhà ở, anh chị các bạn thấy đó. Khu nhà ở dưới này anh chị các bạn biết nha, những cái khu này á là họ bắt cái những cái người mà mua nhà ở đây là phải đóng tiền qua, gọi là tiền homeowner association. Bên người Việt của mình, một số người gọi là đóng tiền ngu á. Tại vì mình đóng cái tiền đó, các bạn biết đó, những cái cây trồng bên đường gì nè, hay cây cảnh đồ đó, là mình phải đóng tiền để có được những cái cây cảnh như vậy. Một tháng các bạn biết 60-70 đô, có chỗ đóng cả 150, cái chỗ nào có hồ bơi đồ, sân chơi đồ, đóng còn cao nữa mày ơi. Bởi vì nhiều khi các bạn nhìn thấy những người mà họ qua Mỹ, mấy cái đám chấm cộng đồ nó lên, nó phe phang, nó nổ, nhìn thấy ô bên Mỹ sao cái gì cũng có hết mày ơi, người ta đóng tiền sặc máu luôn. Mà các bạn biết nhà cửa mình mở vậy đó là mình phải xin phép nó, mình muốn sơn cái nhà lại như sao phải xin phép nó, chứ không mình màu vàng người ta màu ngà ngà như vậy đó thì mình phải sơn giống như vậy, mà tự nhiên mình sơn màu trắng 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 tẹt, hay là màu vàng vàng, hay là màu xanh xanh, hay là đỏ đỏ, hay là tím tím gì á là nó phạt chết luôn á, các bạn biết. Hay những cái cây, từ những cái cây trồng ở ngoài đường như vậy là người ta phải đóng tiền vào, tiền mà phục vụ những cái khu nhà ở, rồi tiền, chưa nói tiền thuế nữa nha anh chị các bạn, tôi nói là tiền thuế thành phố nó lấy nữa. Ôi đủ thứ hết mới có được cái cuộc sống mà các bạn nhìn thấy như mơ vậy đó hả, nhìn thấy như mơ. Còn Việt Nam mình, dân mình mà đóng kiểu này chắc là đi biểu tình tối ngày sáng đêm luôn quá cái kiểu. Các bạn biết, còn khu này nha, khu này là chỉ những người trên 55 tuổi mới được vô ở thôi, nó gọi là active adult. Cái khu này nè, trên 55 tuổi trở lên mới được vô ở. Mà giống như mấy bà cha mẹ mà những người mà ở trong đó chơi, mà ví dụ như bạn bè hay là con cháu nó tới chơi mà dưới 55 tuổi á, mà chỉ được ở qua đêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là phải đi về á. Ở đó lâu là tụi qua nó phạt. Các bạn biết đó. Tại vì khu nó dành cho những cái người trên 55 tuổi ở thôi. Đấy, những cái khu này, cái khu mà tôi mới vừa quay qua. Cho nên các bạn thấy mấy cái thành phần mà tụi nó đi ra hải ngoại rồi bắt đầu nó lên mạng. Nó làm y như thiệt, cái nhìn ngoài rồi có nhiều bà qua Mỹ ngồi đó livestream, con tôi qua Mỹ được học hành trường tốt, trường ngon, trường cái gì cũng không có đóng hết, không dám đâu. Nó không dám đâu. Hồi nãy tôi chạy ngang qua cái trường tư trên kia đó, trường tư nãy tệ gì tôi chưa, giờ mới nói đến trường học, cái trường học trường tư kìa, rồi mình mới thấy cái nỗi khổ của cha mẹ phải đóng tiền như thế nào. Cái trường tư thì nó dạy khác, cái trường công là nó, cái vấn đề mà quản lý trường học á, nó ít học sinh hơn. Trường công nó có thể lên 40-50 học sinh một lớp,
Còn trường tư anh chị các bạn biết nó khoảng 25 học sinh à. Nó ít học sinh hơn. Các bạn thấy đó, bắt đầu đi ra mấy cái vùng ngoài này, bắt đầu nó xa thành phố. Đấy, dọc theo cái phúc lộ này nó đang xây lên anh chị các bạn. Khu này là khu công nghiệp nè. Nó gọi là industry. Anh chị em các bạn nó xây những cái warehouse, những cái khu công nghiệp là nó nằm ở ngoài đây. Đây anh chị em các bạn thấy không? Những cái building, những cái khu nhà rất là lớn, rộng lớn để đặt nó làm công nghiệp mà. Đấy, nó không có dính liền như lại bên khu thương mại khác nữa, commercial nó khác. Anh chị em các bạn thấy cái gì nó cũng đâu qua đó. Chứ nó đâu có phải tùm lum tà la đâu. Ở Việt Nam thì tôi về sống nhiều khi khách sạn mọc tùm lum tà la, nguy hiểm lắm nha anh chị các bạn. Khách sạn mà mọc tùm lum tà la ở trong cái khu dân cư nó rất là nguy hiểm. Là khu nông nghiệp nè, thấy các bạn thấy không? Đây là cái khu nông nghiệp nè. Đấy, khi mà dân cư mà những cái khu công nghiệp bắt đầu nó phát triển mạnh lên rồi đó, dân cư mà đông lên đó, thì mấy cái khu nông nghiệp này nó không làm nữa, nó không cho làm nữa, nó chuyển đổi mục đích, nó đưa lên tùy theo cái thằng thầu khoáng nào nó ra nó mua. Các bạn thấy nó mua những miếng đất như vậy về, nó mới dẫn điện, dẫn điện thoại điện rồi ống nước, dẫn nước đưa mọi những cái phương tiện lợi ích xã hội đó nó dẫn về bắt đầu nó bán lại cho dân, rồi ông chính phủ là đứng ra lấy thuế. Đấy, các bạn thấy không, đất nông nghiệp nè, đất nông nghiệp đó. Hôm nay lại mình chia sẻ cho anh chị các bạn thấy từ kinh doanh mà mua bán nhỏ lẻ cho tới công nghiệp, bây giờ tới nông nghiệp. Anh chị em các bạn thấy đó, khu dưới đó là khu nhà ta ở đó. Đây, nó đang đi ống nước nè, này nè, nó đi ống nước. Tại vì bây giờ khu dân cư ở đây nó càng lúc nó càng đông lên đó, càng đông lên nó đi ống nước, nó chuẩn bị nó khai thác. Mấy thằng thầu khoáng anh chị em các bạn, mấy thằng chùm bất động sản nó khai thác đất nó mua rẻ đề à. Mà mấy thằng mà thầu khoáng mà nó nhúng tay vô rồi là mấy khu này bắt đầu lên giá. Mấy khu mà dân mà ta ở trước đó thì đất của họ lên giá theo, nó có giá trị. Tại vì nó dẫn điện, dẫn nước về, điện thoại đồ về, những cái phương tiện lợi ích nó dẫn về. Rồi khi nào anh chị các bạn thấy những cái dân này nó đông lên rồi đó, mấy thằng thầu khoáng ở bên Mỹ nó khôn lắm, nó chừa mấy cái gốc. Các bạn biết nó chừa mấy cái gốc đất nông nghiệp này ha, nó xây lên ha, nó xin mục đích chuyển đổi lên, bắt đầu thành đất gọi là dân cư residential. Xong rồi nó chừa một cái gốc để đằng mai mốt nó kinh doanh, nó xây lên những cái khu thương mại đó, bắt đầu nó chuyển đổi mục đích lên thành commercial. Như ngoài kia vậy, như mấy cái góc đường như vậy nè anh chị em các bạn thấy, mai mốt nó sẽ chuyển đổi mục đích lên, màn ơi đụng vô là trái tay. Đấy, mấy khu mà góc gì nè, bắt đầu nó cất chợ búa lên, mà nó xây riêng ra nha, nó xây riêng ra chứ nó không có tập trung vào. Còn vấn đề mà nó cất nhà bên Mỹ, anh chị các bạn biết đó, nó những cái khu vậy nó chống lục á, là lúc nào cũng vậy đó. Tụi thầu khoáng cái luật của nó, chính phủ đưa ra là cất anh phải chừa những cái wash, là anh phải làm những cái chủng để đặng khi mà mưa lớn quá đó thì những cái chủng đó nó rút nước xuống và nó sẽ thấm xuống đất ngầm từ từ nó giải quyết được vấn đề mà ngập lục. Nó bắt buộc
mấy thằng thầu khoán phải chừa ra những cái phỉnh, cho nên mấy thằng thầu khoán nó cũng khôn, nó cất nó làm những cái chủng, các bạn thấy là nó trồng cây xanh rồi lên. Hàng mà nó trồng cây xanh này á, là các bạn biết nên nhớ đó, mấy cái cây như vậy thì những cái người mà mua nhà đó là phải trả tiền đấy. Những cái người mua nhà là phải trả tiền đó. Anh muốn có những cái khung cảnh cây xanh để anh hưởng thụ, anh hưởng thức, hay là anh chỉ đi ngang anh ngó thôi ha, mà anh ở trong khu đó là anh phải đóng tiền, tiền qua, tiền lệ phí, tiền lệ phí đó, anh chị em các bạn thấy không? Cho nên cái vấn đề mà xây nhà cửa của hàng Mỹ, tụi thầu khoán của nó có kỹ sư để đặng mà nó đo đạc đất, nó survey miếng đất và nó rấy lên cái miếng đất rồi mà nó cân bằng cái độ cao với mặt biển để đặng mà nó chống đỡ với lại những cái lúc mà mưa gió bão lụt đó. Anh chị các bạn thấy không, nó chừa cái miếng đất này nè đấy, nó sẽ xây commercial lên. À, miếng đất đó, miếng đất vàng, dân bắt đầu đông lên, từ từ đông lên, nên bắt đầu nè dân cư bên này các bạn nó thấy cái dân cư khi mà nó đông lên đủ số rồi đó là mấy thằng cầm mới sụt commercial nó nhảy vô, nó cất lên rồi nó cho thuê, vô thuê nó tính theo square foot, cho thuê bên Việt Nam gọi là tính theo mét vuông đó anh chị các bạn. Đấy, bên đây các bạn thấy nông nghiệp nó làm nó này, nông trại chăn nuôi bò này. Thằng này là phải dời, dân cư bắt đầu đông lên là nó bắt phải dời, rằng chính phủ nó tự động nó ra nó mua lại, nó mua lại rồi nó bán lại cho mấy thằng thầu khoán. Anh chính phủ ảnh làm luật trước tại khi anh chính phủ anh đụng vô rồi thì mấy thằng như vậy nè nó không chống nổi nó không chống nổi với lại chính phủ, tại nó có cái luật của nó. À, anh chị em các bạn thấy ngay cả nhà thờ đó nó cất nó cũng có riêng biệt ra hết chứ không có tùm lum tà la giống Việt Nam đâu. Như cái khu này là hồi xưa các bạn biết Lợi Minh rìa mà đây ở là nó còn hoang vắng, bây giờ nó đông lên rồi, nó đang chuẩn bị xây chợ búa ngoài đây, nó xây cái khu chợ trên này ngay cái góc đường này. Hồi xưa rồi đâu có đèn xanh đèn đỏ đâu, bây giờ dân cư người ta đông lên rồi, mấy thằng thầu khoán nó vô nó khai thác mấy cái trong này, đất nó nhẹ nó lên thấy nóng lạnh luôn. Đó nó chuẩn bị xây cái chợ bên đó, mới nay nó xây cái chợ bên đó là cái khu vực này nó sầm uất lên rồi, nhà cửa người ta ở mé bên trong hết. Các bạn thấy không, tụi nó làm kinh doanh dân sự đồ nó bài bản lắm, nó rất là bài bản, chứ không phải Việt Nam mình nhiều khi mấy ông dân sự mình đất lục ông nhà nước rồi chiếm đất rồi bắt đầu làm rồi giống như các bạn thấy những cái vụ như Đồng Tâm được rồi vườn rau Lộc Hưng được, anh chị em các bạn thấy. Cho nên tôi thấy ông nhà nước mình nhiều khi cũng khổ tâm với cái dân của mình đó. Mạnh tay thì dân mình la làng lên, còn nhẹ tay thì dân mình tìm cách lách luật để đặng mà chiếm đất, tự động hợp thức hóa. Đấy, nhiều người mua chuộc cán bộ, rồi nhiều khi người thì lòng tham con người vô đáy, mà có nhiều cán bộ thì thấy được mua chuộc ngon quá thì đốp, bọn nó xảy ra những cái vấn đề mà dân quan thì ít mà dân tham thì nhiều. Hay chuột khu trong này là anh chị các bạn biết là nó gọi là tư nhân, là hàng nào vô ở bán miếng đất gì đó, hàng đó tự develop lên, tự kéo nước kéo điện. Như cái khu Lợi Minh ở này nó gọi là khu tư nhân, nó mà không có trả những cái tiền lệ phí giống như ngoài kia, đường xá đồ ngoài kia là nó làm hết cho mình luôn, mình về mình chỉ mua cái nhà đó mình vô mình đóng tiền lệ phí rồi đóng tiền thuế rồi mình ở rồi. Còn như cái khu này anh chị các bạn gọi là khu tư nhân, như miếng đất này cũng vậy, miếng đất này 5 mẫu Lợi Minh mua mấy năm, các bạn thấy giờ muốn cất cái nhà lên hay muốn làm là phải thuê kỹ sư, nó rấy đi miếng đất, nó cuốn nền lên, mình phải xin phép rồi bản vẽ nhiều thứ lắm. Các bạn thấy đường xá không, khu này là khu tư nhân, mặc dù các bạn thấy nhà ở đây hàng này chịu gửi vậy đó, nhưng mà các bạn thấy đường xá là phải tự làm hết, chứ đâu có ông chính phủ nào không ra không làm cho mình đâu.
chừng nào mà dân đây ở đông lên hết rồi đó, rồi đóng thế, rồi mới đi cái con đường này nè. Cái đường này là đường Việt Nam mình gọi là đường nội bộ á. Đấy, đường nội bộ. Những cái mà asphalt này nè, những cái mà các bạn thấy trải đường này là tự ở đây người ta đổ rồi lấy máy cày cuốn, mình cuốn ra rồi mình chạy đi, rồi tự động nện nó bể vậy nè, rồi tự động mình đổ thêm lên hùng tiền lại. Đấy. Hùng tiền cái khu lại. Rồi làm các bạn thấy từ điện thoại, dây điện, ổ điện, ống nước đủ vậy là phải tự làm hết. Chứ mua miếng đất một mẫu vậy đó, về thuê một cái thằng là builder, rồi thuê kiến trúc sư nó vẽ xây lên. Các bạn thấy không, đường nó không có đồng đều. mà người Mỹ thì họ thích, có những người ta thích ở như vậy, nó yên tĩnh, nhà thì thưa, đất thì rộng, họ có thể làm những cái mini trang trại, họ nuôi ngựa, đa số họ nuôi ngựa, tại Mỹ nó thích cưỡi ngựa, chiều nó cưỡi ngựa đi chơi, các bạn thấy cái mô hình dân sự. Còn Việt Nam mình nhiều khi dân mình ở rồi ông nhà nước ổng làm đường, ổng chưa không có làm đường kéo điện, dân mình la làng lên, rồi mấy thằng chống cộng cực đoan ô hợp bắt đầu nhảy vô phải kéo điện kéo nước cho dân đó, tùm lum tà la, rồi nó khốn nạn lắm. Mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này, tôi nói chị và bạn, tụi nó rất là khốn nạn, nó không dám chấp nhận cái sự thật đó. Bởi là lúc trước Lệ Minh live stream nói về cái mô hình xã hội bên Mỹ á, tụi nó ghét, nó không thích, nó không muốn dân trong nước biết, nó không muốn cái sự thật phũ phàng như vậy, nó đâu dám chấp nhận nhìn sự thật đâu anh chị và bạn. Các bạn thấy bên kia nó đang cất cái nhà, là tất cả mọi thứ là cái người dân, cái người mà họ cất là họ phải tự đào xới bới móc lên để đặng mà có được cái mảnh đất, cái nhà, điện nước đồ mọi thứ mình phải tự làm lên hết, chứ đâu có ông chính phủ nào làm cho mình. Internet của lại mình nó yếu. Thôi thì là mình tới đây. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn, để anh chị em các bạn thấy về những cái mô hình dân sự ở bên Mỹ như thế nào, và cái lối sống ở bên Mỹ nó khác biệt ở Việt Nam. Chúng ta nhìn thấy được cái thực tế mà mấy cái đám chống cộng đoan ô hợp nó không có, nó lên mạng nó xảo trá, nó bịp bợm, nó lừa những người trong nước. Ai cũng nghĩ rằng ô qua Mỹ rồi ra nước ngoài là cái gì ông chính phủ ông cũng phải lo hết, ông cũng phải ngồi đó ông bồng, ông ẩm, ông cho ăn. Các bạn nghĩ không có vụ đó đâu, không có vụ đó đâu chị, các bạn không có đó đâu. Ở Mỹ, thằng Mỹ mà muốn ăn được của nó hả, chạy da chóc giải chứ không. Come on boy, đè, come on guy. Thôi là mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.